Lê xin chào cả nhà. Chào chị Lê Duyên nha, người kết nối để điều trị bệnh cho bé Hiền á. Hôm nay là được mấy ngày điều trị bé Hiền á. Bé Hiền có lời nào nói với chị Duyên không? Nhờ chị Duyên mà là em mới biết được cô, để cô chữa cho con đấy. Ăn uống đã được không mà bé Hiền, em nói to lên chút. Dạ, ăn uống thì nói chung là được thôi. Mình máy em là đây nè mọi người, đã khô đi rất là nhiều nha. Trên mặt của em là giờ nó cũng khô đi rồi nè. Thật sự khi mà mình nhận cái ca này mình rất là sốt, tại vì cảm giác là giống như là mình con bé này không thể nào mình cứu nổi á. Ăn uống nó ăn không được, nuốt nước nó nuốt không được luôn mà. Nhưng mà mình Duyên nó nói quá, cũng từ cô Duyên á, nên gia đình mình đây mọi người khô đi rất là nhiều nè. Các vết thương là bây giờ nó kéo da lại nè, kéo da lại nó khô lại nè. Nhưng mà xin thưa quý vị là nếu mà mình cúng mình trị cho bé mà nó không có thuốc, không có phải tốn tiền thuốc thì mình không có có nhận tiền của những người nhà đâu. Nhưng mà mình chữa này là phải dùng thuốc nha quý vị, nên phải mình phải là nhận tiền để mình mua thuốc. Đây thuốc của bé Hiền đây, một ngày của bé là phải uống, phải dùng bao nhiêu đây, vừa uống vừa thoa vừa súc. Đây là cái số thuốc mà phải dùng cho bé Hiền đây. Nếu mà cúng không để cho bé Hiền hết thì mình không làm được, phải kèm theo thuốc. Mình rất là mong các vị nếu mà tạo điều kiện giúp được bé Hiền thì giúp bé để bé có tiền uống thuốc, ăn uống bồi bổ lại. Tại vì thời gian mà 5-6 tháng điều trị bé mất đi sức rất là nhiều, không có sức. Đến cái ngày gặp Tâm là bé không có sức luôn, không còn chút sức khỏe nào hết, đi không nổi luôn. Đúng không bé Hiền? Đây, cô đây là mẹ của bé Hiền, cô Kim. Cô Kim có lời nào nói không? Nói với chị Duyên, nói với mọi người, những mạnh thường quân để giúp đỡ chị á. Cha mẹ của quá thì làm việc lời đầu tiên cũng xin chân thành cảm ơn cô Duyên đã có cái tinh thần nghị lực đỡ mà từ thiện ủng hộ giúp đỡ cho các mạnh thường quân, ủng hộ cho công ty của tôi. Thì tới ngày hôm nay để kết quả đã được một tuần thì tôi thấy cái hiệu quả kết quả thì nay được 50-60% thì tôi cũng rất mừng. Trước hết thì tôi cũng cảm ơn cô Duyên và các nhà mạnh thường quân đã ủng hộ cho tôi. Tại sao cũng nhờ tận tâm và tận tình giúp đỡ cho cô, tôi cũng làm mẹ thành thật cảm ơn. Bữa nay em ăn được bao nhiêu cơm rồi bé Hiền? Ăn tầm 1 chén cơm. Ráng ăn cơm vô, uống yến đồ vô. Mẹ cố gắng là những cái gì mà em dặn để bồi bổ cho bé, bồi bổ vô nha. Tại vì cái sức khỏe của nó là trên hết, phải cho nó ăn nó khỏe lại nó mới mau khỏe được. Chữa cái gì cũng phải cho nó đủ sức khỏe, cho cái bữa mà em gặp nó đâu có sức đâu nha. Nên bởi vậy là phải cho nó ăn được, là ép nó ăn vô nè mọi người. Cái bụng của em là khô nhiều lắm rồi nè, nó kéo lại nó làm cho non hết rồi nè. Được không?
ngày thứ năm không em? Đây là ngày thứ năm điều trị cho bé Hiền này. Bé Hiền đêm hôm như thế nào em? Ăn ngủ được không? Qua ăn được tối về có ăn thêm được gì nữa không? Đây. Mình rồi là nó khô rồi nè. Đây là bé Lâm Trúc, là người nhà của bé Hiền. Bữa nay là ngày thứ năm là mới vô thăm chị nè. Bé Hiền 5 ngày vô thấy chị sao bé Lâm? Dạ, thấy chị đỡ. Mới thương cô hết rồi. Mai phòng cũng một phần, mai phòng còn nó mừng không? Đây chồng của bé Hiền. Rồi, chồng bé Hiền 5 ngày, bữa nay là ngày thứ 5. Vô thăm vợ thấy vợ sao? Mừng không? Dạ, mừng cô ạ. Dạ, thấy có thương rồi, có tiến triển tốt, là ăn uống được nhiều. Ăn con rất là mừng. Mừng nữa. Sao con nói xem? Thấy cô vô là thấy quá thương là có tiến triển tốt, ăn uống được nhiều hơn. Con rất là mừng. Con mong là cô sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Đó. Dạ. Cho vợ cô mau bớt bệnh luôn các con. Đấy, bữa nay mặt sáng sủa rồi nè. Trên mắt luôn là khô rồi nè. Miệng đồ khô hết rồi nè. Mẹ thấy hôm nay là ngày thứ năm, mẹ thấy sao? Theo như mẹ ra là mẹ thấy là bữa nay vừa còn là nó hiếu được năm hồ, mẹ mừng giờ cũng cầu mong cô hết sức tận tình giúp đỡ cho con tôi là bí dường cho nó nhanh chóng hồi phục, và tôi cũng thành thật cảm ơn cô chữa nó chứ, nó còn nhỏ quá mà gì nên sống với chồng con nữa chứ. Thấy cái can ở đây là em bỏ hết công việc của em để em chữa cho nó, em nói thật lòng em á, bỏ hết luôn á, tại thấy nó quá nặng đi. Nên bé Hiền là cái thuốc đồ cô dặn sao là về làm y giùm cô vậy nha. Cái nó dặn tắm rửa là cơ thể con là nó phải rác, bởi vì đây này, bây giờ bệnh là nay nè. Bữa trước là nó lỡ nó đỏ hết. Còn bữa nay là nó tóm là dây là nó đỡ cho em nhiều lắm rồi đấy. Nghe mọi người. Tại vì nó đổ mồ hôi ra. Nó đổ mồ hôi ra. Mình hay hả miệng to ăn ngon lên à. Cảm giác ngon miệng chưa biết?